Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là bác sĩ Đức sẽ chia sẻ tất cả quý vị một cái giải pháp phòng bệnh đường ruột cho gà thịt bằng chế phẩm sinh học mà không cần sử dụng kháng sinh. Và hiện nay là bác sĩ Đức đang có mặt tại trang trại nhà anh Vũ Khanh ở Yên Thế, Bắc Giang với quy mô tổng 3 đàn gà của anh là 10.000 con. Và xin nhờ anh Khanh chia sẻ cái quy trình chăn nuôi của mình làm sao mà hạn chế được kháng sinh này, gà luôn khỏe và ít bệnh ạ. Vâng, thế báo cáo với bà con anh Đức là tôi cũng chăn nuôi được vài năm nay, cách đây độ là 6-7 năm. Vì từ trước kia thì tôi vẫn là uống bằng kháng sinh Amoxicillin, lứa nào cũng vậy. Và vừa rồi là tôi có gặp anh Đức và được anh chia sẻ là chăn với an toàn sinh học, cái cả laptop với lại Biosmart này để đưa vào uống gà nó hạn chế được kháng sinh, thì tôi cũng chăn lứa được 4 lứa rồi, 4 lứa. Và lứa đầu tiên thì tôi chăn thì lúc đầu tiên là cũng không phải dùng kháng sinh nhiều và rất hạn chế, và gà đường ruột tốt, khỏe mạnh, phân khô. Thì tôi cũng nghĩ là có khi là do con giống hoặc là thời tiết lúc ấy là cũng ấm, nhưng mà tôi sau quá trình thử nghiệm thêm 3 đàn nữa và đều cho kết quả như vậy, thì tôi đã dám khẳng định là cái thuốc bên công ty Huy Hà Thành của anh Đức là cái đưa cái bộ sản phẩm Bioco Smart và 102 và laptop và uống gà là rất tốt và hiệu quả. Dạ vâng, rất là tuyệt Vâng. vời anh Khanh Vâng. ạ. À, đàn này của anh là gần như chưa phải dùng được sử dụng đến kháng sinh mấy đúng không anh? Chưa Vâng dùng kháng đúng, sinh để phòng đường. hiện tại là đàn này là chưa phải dùng kháng sinh mà uống Dạ là chỉ vâng. có Biosmart và laptop thôi. Vâng, em Vâng. thấy là phân rất là khô, Vâng, khuôn đúng phân không anh? khô, Gà rất là phân. khỏe đúng không? Vâng. 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 À, xin cảm ơn anh Khanh đã chia sẻ Vâng. với bà con chăn nuôi nhé. Vâng, cảm ơn Vâng, ạ. chúc anh chăn Vâng. nuôi là luôn thành công. Vâng. Vâng, tất cả quý vị những ai đã cũng đang quan tâm đến cái giải pháp phòng bệnh đường ruột cho gà bằng chế phẩm sinh học này thì hãy liên hệ đến bác sĩ Đức hoặc liên hệ với tất cả các đại lý của công ty Hà Thành trên toàn quốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.